Kính thưa quý thầy cô. Sau đây, tôi hướng dẫn quý thầy cô lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong nội dung môn học Ngữ văn lớp 6. Thưa toàn thể quý thầy cô, năm học 2021-2022 trên cả nước cùng song hành ba bộ sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6. Từng địa phương, từng trường sẽ lựa chọn sử dụng một trong ba bộ sách trên, mặc dù cùng chung một nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng cách trình bày, nhân vật, hình ảnh minh họa sẽ khác nhau. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt lựa chọn hình ảnh, nội dung bài học để lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho phù hợp. Về nội dung lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong môn học Ngữ văn lớp 6, trong chương trình Ngữ văn lớp 6, học sinh được học các chủ đề, kiến thức tiếng Việt, kiến thức văn học, ngữ liệu, nội dung và hình thức lồng ghép. Chủ đề dạy học kiến thức tiếng Việt nội dung lồng ghép, lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua nội dung tìm hiểu, nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng, ví dụ bất, phi, ngang, trái và nghĩa của những yếu tố Hán Việt đó, phi nghĩa, phi lý, ngang ngược, trái phép, hình thức lồng ghép, xem video, tranh, ảnh minh họa về những hành động phi lý, trái phép, ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Chủ đề dạy học, kiến thức văn học, nội dung lồng ghép, lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua nội dung các yếu tố cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật trong truyền thuyết cổ tích đồng thoại. Hình thức lồng ghép: xem video, tranh ảnh kể chuyện về các nhân vật anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chủ đề dạy học: ngữ liệu. Nội dung lồng ghép: lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua một số văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin. Hình thức lồng ghép: lồng ghép thông qua nội dung tác phẩm khái quát rút ra được ý nghĩa giáo dục cho học sinh đối với công tác quốc phòng và an ninh có thể tích hợp trong hoạt động giáo dục tuyên truyền giới thiệu sách vân vân. Lưu ý, mặc dù thời gian lồng ghép rất ngắn, chỉ trong thời gian khoảng 5 phút trong bài giảng, xong, giáo viên phải nêu được ý nghĩa giá trị tư tưởng của video, bức tranh, hình ảnh gắn với quốc phòng và an ninh, định hướng tư tưởng cho học sinh. Nếu gắn với các hoạt động giáo dục trải nghiệm thì trước trong và sau hoạt động phải rút kinh nghiệm chặt chẽ, định hướng hành động cho học sinh. Lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới, giúp học sinh yêu thích môn ngữ văn và hữu ích trong cuộc sống, đổi mới cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, giúp học sinh tri thức tiếng Việt gắn với các hiện tượng ngôn ngữ, giúp học sinh đọc hiểu văn bản tốt hơn, giúp học sinh hình thành phát triển phẩm chất và năng lực thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe, tích hợp các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe trong một bài học, tích hợp kiến thức ngôn ngữ và kiến thức văn học với hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Chủ đề kiến thức tiếng Việt, nội dung lồng ghép. Lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua nội dung tìm hiểu nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng. Ví dụ: bất, phi, ngang trái và nghĩa của những yếu tố Hán Việt đó, bất chấp, phi nghĩa, phi lý, ngang ngược, trái phép. Hình thức lồng ghép Xem video, tranh, ảnh minh họa về những hành động phi lý, trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Đây là bảng tra cứu yếu tố Hán Việt. Giáo viên căn cứ vào bảng tra cứu yếu tố Hán Việt làm cơ sở để giáo viên giải thích cho học sinh yếu tố Hán Việt và nghĩa từ Hán Việt. Ví dụ, Giáo viên cho học sinh xem video, tranh ảnh minh họa về những hành động phi lý, trái phép của Trung Quốc trên biển Đông. Giáo viên có thể cho học sinh xem những video về những đòi hỏi phi lý, hành động phi pháp, ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Như hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, xây dựng đảo trái phép, lùa tàu cá ngang nhiên đánh bắt tại các vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đang gia tăng các đòi hỏi phi lý hành động phi pháp tại biển đông sau nội dung lồng ghép giáo viên kết luận và định hướng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng núi liền núi sông liền sông văn hóa ngôn ngữ việt nam có sự tiếp biến và phát triển văn hóa và ngôn ngữ trung quốc qua hàng ngàn năm bắc thuộc xong chúng ta không bao giờ chấp nhận những đòi hỏi phi lý hành động phi pháp ngang ngược của trung quốc trên biển đông và khẳng định chủ quyền không tranh cãi về hai quần đảo hoàng sa và trường sa là của việt nam chủ đề kiến thức văn học. Nội dung lồng ghép. Lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua nội dung các yếu tố cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật trong truyền thuyết cổ tích đồng thoại. Hình thức lồng ghép. Xem video, tranh ảnh kể chuyện về các nhân vật anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ví dụ, giáo viên cho học sinh tóm tắt, đọc kể lại nội dung chính của câu chuyện theo tranh. Câu chuyện Lạc Long Quân Âu Cơ Quốc tổ Vua Hùng, câu chuyện sơn tinh thủy tinh ghi lại công cuộc quay đê lấn biển trị thủy của cha ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ví dụ, câu chuyện Thánh Gióng. Giáo viên triển khai cho học sinh tóm tắt câu chuyện thông qua hình ảnh minh họa hoặc video về câu chuyện Thánh Gióng. Sau phần lồng ghép, giáo viên kết luận và định hướng. Dân tộc ta hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước ở thời kỳ nào? thời đại nào cũng xuất hiện những tấm gương anh hùng xả thân cứu nước, đặc biệt là những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như Thánh Gióng, anh hùng Cờ Lau, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toàn, Kim Đồng, các con được sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước hòa bình, chúng ta phải biết trân trọng những hy sinh xương máu của lớp lớp cha ông đã hy sinh thân mình vì độc lập tự do cho dân tộc. Chúng ta phải hăng say học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ lớn lên trở thành những công dân tốt, sẵn sàng chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ đề ngữ liệu, nội dung lồng ghép, lồng ghép kiến thức quốc phòng an ninh qua một số văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin, hình thức lồng ghép, lồng ghép thông qua nội dung tác phẩm, khái quát rút ra được ý nghĩa giáo dục cho học sinh đối với công tác quốc phòng và an ninh, có thể tích hợp trong hoạt động giáo dục tuyên truyền giới thiệu sách. Ví dụ, qua tác phẩm những canh buồm của tác giả hoàng trung thông nội dung lồng ghép thông qua nội dung tác phẩm khái quát rút ra được ý nghĩa giáo dục cho học sinh đối với công tác quốc phòng và an ninh qua hoạt động lồng ghép giáo viên kết luận và định hướng qua các tác phẩm ta càng hiểu sâu sắc thêm câu nói của bác hồ ngày trước ta chỉ có đêm và rừng ngày nay ta có ngày có trời có biển bờ biển của ta dài tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó ví dụ hai lồng ghép thông qua nội dung tác phẩm khái quát rút ra được ý nghĩa giáo dục cho học sinh đối với công tác quốc phòng và an ninh ví dụ bài cây tre việt nam giáo viên có thể cho học sinh đọc trích đoạn cây tre việt nam của tác giả thép mới hoặc xem những hình ảnh video minh họa về gậy tầm vông đánh giặc giữ nước và tre cùng bộ đội vượt trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai qua hình ảnh chiếc gậy trường sơn sau nội dung lồng ghép giáo viên kết luận và định hướng đất xanh che mãi xanh màu che xanh học bài cây tre việt nam ta thêm yêu cây tre lũy tre yêu thêm vẻ đẹp quê hương đất nước ta thêm tự hào cây tre việt nam nói lên sự gắn bó thân thiết lâu đời của tre với đời sống con người việt nam trong lao động sản xuất và chiến đấu cây tre mang những phẩm chất quý báu của con người việt nam nhưng ngay thẳng nhũn nhặn thủy chung can đảm cây tre việt nam mãi gắn bó đồng hành với con người việt nam trong hiện tại và tương lai tóm lại môn ngữ văn giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh thấu hiểu con người có đời sống tâm hồn phong phú có quan niệm sống và ứng xử nhân văn có tình yêu đối với tiếng việt và văn học có ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc có phần giữ gìn phát triển các giá trị văn hóa việt nam có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và khả năng hội nhập quốc tế Tuy nhiên, để truyền tải tốt nội dung chương trình môn học, bồi dưỡng nhận thức kỹ năng hành động cho học sinh qua từng nội dung học tập, giáo viên cần nắm chắc nội dung, phương pháp, kỹ năng, kỹ thuật lên lớp theo định hướng chuẩn phẩm chất và năng lực, đặc biệt là giáo dục tích hợp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong môn Ngữ văn lớp 6. Kính thưa quý thầy cô, tôi vừa hướng dẫn quý thầy cô lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong nội dung môn học Ngữ văn lớp 6 xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công